Không chỉ kiểm soát loại hình dịch vụ ăn uống, mà thành phố còn kiểm tra xử lý nghiêm quá trình lưu thông thực phẩm trên thị trường. Hàng trăm kg lạp xưởng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, vừa bị đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 14 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ. Kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tập kết thực phẩm tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã thu giữ 1,5 tấn nầm lợn và 400 kg lạp xưởng. Bao bì các sản phẩm lạp xưởng đều in chữ nước ngoài. Chủ số thực phẩm là Lê Thế Kiên, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai. Khai nhận toàn bộ hàng hóa được Kiên thu mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ. Lạp xưởng chủ yếu là được đổ buôn cho các quán ăn kinh doanh trên vỉa hè, các cửa hàng tạp hóa. Nếu không bị phát hiện và thu giữ kịp thời thì có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là mùa hè này và đối với cả những dịch vụ thức ăn đường phố thì cũng đề nghị tất cả các địa phương, các quận, huyện, thị xã cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm tất cả những vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đông lạnh đã được đóng túi. Một số đã tẩm ướp sẵn và đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng, các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ nguồn hàng hóa trước khi mua và sử dụng, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được bán tại các địa điểm như siêu thị hoặc các điểm bán hàng được cấp phép kinh doanh, nhất là trong dịp hè, thời tiết nắng nóng, gia tăng các vụ ngộ độc thực phẩm. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Cái điều kiện kinh doanh thực phẩm rất là nghiêm ngặt. Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm cũng có rất nhiều văn bản chỉ đạo rồi hướng dẫn các địa phương và khuyến cáo trên truyền hình tới mọi người dân là rồi lựa chọn các cái sản phẩm nào có tem nhãn rồi có nơi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để sử dụng. Để tiếp tục triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 đạt hiệu quả, các đơn vị địa phương đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và công khai để người dân biết. Sau khi xử lý vi phạm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các quận, huyện, thị xã và lực lượng chức năng sẽ giám sát, hậu kiểm việc khắc phục sai phạm của các cơ sở.